Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng bà Kamala Harris có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong một cuộc họp báo mùa hè kéo dài gần 2 giờ, ông Scholz đề cập đến một loạt chủ đề gồm nỗ lực tái tranh cử của chính ông. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 của Mỹ, đồng minh an ninh và thương mại hàng đầu của Đức, đã chiếm ưu thế trong loạt câu hỏi từ phóng viên. Chiến dịch bầu cử ở Mỹ chắc chắn sẽ rất thú vị. Giờ đây, với một đội hình hơi mới và một nhóm mới, ông Trump nói: "Tôi nghĩ rất có khả năng bà Kamala Harris sẽ thắng cử, nhưng cử tri Mỹ sẽ quyết định." Nhiều chính trị gia Đức lo ngại về khả năng ông Trump quay lại Nhà Trắng vì ông từng cam kết sẽ áp thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu nếu đắc cử và đặt điều kiện cho sự hỗ trợ của Mỹ đối với các thành viên NATO. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump không ít lần chỉ trích Đức do nước này có thặng dư thương mại với Mỹ và chi tiêu quốc phòng thấp. Tuy nhiên, chi tiêu này đã tăng đáng kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Scholz cho biết đã gặp bà Harris vài lần. Đây là một chính trị gia có năng lực và giàu kinh nghiệm, người biết chính xác mình đang làm gì, ông nói. Bà ấy biết mình muốn gì và có thể làm gì. Thủ tướng Scholz cho biết ông sẽ làm việc tốt với bất kỳ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 ở Mỹ. Về phần mình, Thủ tướng Đức đảm bảo ông sẽ tái tranh cử trong cuộc bỏ phiếu liên bang vào năm tới với tư cách là ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ Xã hội Trung Tả của mình. Một khảo sát gần đây cho thấy chỉ 1/3 số thành viên SPD muốn ông làm ứng cử viên của họ. Khi được hỏi liệu ông có thể cân nhắc